Em xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Hôm nay mà vườn em lại có những mặt hàng thuần tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm nhá. Đầu tiên em lên đây là một giò phượng vĩ nhá, nhá. Giò phượng vĩ mã số 235. Giò này thì gồm có 15 thân 15 cây nhá bác nhá, 15 cây 15 thân hoa. Mã số 235 có giá là 200.000 nhá các bác nhá. 200.000 mã số 235 phượng vĩ, một trong những cái dòng hoa chịu nắng hạn rất là tốt nha các bác nhá. Giò phượng vĩ tiếp theo. Đấy, giò này mã số 300 có giá là 150.000 các bác nhá, 150.000 ạ. Đấy, giò này có 10 cân hoa, 10 cành. Đấy. Mã số 300 có giá là 150.000. Tiếp theo lên là một cái giò vũ lự cá mập. Đấy, giò này thì gồm có hai cành hoa nhá các bác nhá, hai cành hoa. Đây, rất là to và mập đấy các bác nhá. Mã số 242 có giá là 230.000. 230.000 ạ. Đấy. Cái chậu này thì về các bác muốn nó đẹp nữa thì các bác thay cho em cái chậu vào trong cái chậu sành chậu sứ thì nó cũng rất là đẹp nha các bác nhá. Đây. Chậu thì nó cũng rất là cứng cáp rồi, những chậu này ok rồi. Nhưng mà các bác muốn nó đẹp nữa thì cho vào trong một cái chậu sành nữa là ok. Giá thể của nó trồng cũng chỉ là sơ dừa và là vỏ thông thôi. Đấy, hai cành hoa, độ hoa, cành hoa thì rất là bền. Đấy. Độ bền hoa của nó lên đến gần 2 tháng nha các bác nhá. Chơi thoải mái luôn. 242 có giá 230.000. À, 230.000. Tiếp theo mã số 243. 243 cũng là một giò nữa, cũng có một cành hoa này, hai cành hoa, cũng hai cành hoa nha các bác nhá. Mã 243 cũng có giá là 230.000 nha, 230.000. Đấy. 243. Vũ lự cá mập. Tiếp theo lên một giò cáo. Giò cáo cũng gồm có 3 cây, 3 cây xếp rất là đẹp các bác nhá. 246, 246. Các bác nhìn xem cái bản lá của nó quá là to luôn nhá. Quá chất rồi. Đây, bản lá rất to nhá. Đấy, cây bản lá rất to và cây cũng to, cây to và bản lá to. Tổng có 3 cây, mã số 246 có giá là 300.000 các bác nhá. 300.000 phần trên một cái chậu cái chậu giới. Tiếp theo lên là một cái giò sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên mã số 211 có giá là 350.000 nhé. 211 350.000 sơn thủy tiên. Đấy. 211 350.000. Tiếp theo một giò đùi gà tròn mã số 175. Đấy, 175. Giò này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân hoa đây. Và mầm non cũng đang lên rất nhiều nha các bác nhá. Mã số 175 có giá 250.000, 250.000 ạ. Tiếp theo lên một giò u lồi mã số 173 nhá, 173. Đấy, 2 này, 4 này, 60 cm, thân dài nhất được 60 cm. Đây. Giò này gồm có 10 thân hoa nha các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng rồi, 10 thân hoa. Mã số 173 có giá 250.000 nhá. 250.000 ạ. Đấy, mầm cũng lên, đang lên rất là dài rồi. Mầm non đang lên rất là dài rồi. Tiếp theo là mã số 216, 216. Một chậu gồm có 1 2 3 4 là 80 phân. Thân dài nhất được 80 phân. Đấy, và sàn sàn đây 60 rồi 50 40 nha các bác nhá. Ngắn nhất là 50 nha các bác nhá. Đấy, mã số 216 cũng 380.000, cũng 10 thân hoa, 10 thân hoa. Tiếp theo lên là một chậu đùi gà dẹt mã số 200 có giá là 200.000, 220.000. 200 220.000 đùi gà dẹt. 200 220.000. Tiếp theo lên là một cái giò sơn thủy tiên nữa, mã số 170 có giá là 300.000 ạ. 170 300.000 sơn thủy tiên. 170 300.000 sơn thủy tiên nhé. Giò kiều tím mã số 210, 210 có giá là 250.000 ạ. Kiều tím, hàng thân lùn nha các bác nha. Đấy, 210 có giá là 250.000. Tiếp theo mã số 244, một giò năm cánh trắng Phú Thọ. Đây, gồm có hai thân. Hai thân được dài được 40 cm nhé các bác nhé. Hai thân dài 40 cm đây.
về các bác đến mùa gần mùa hoa các bác buộc hết lên cho em này thì nó xoạ nó ra hoa rất là đẹp nhé. Mã số 244 của giá 350.000 năm cây xăng Phú Thọ. Tiếp theo mã số 245 cũng là hai thân, đây là chậu HO nhé, hai thân dài 20 cm và được hai cái kỳ nhé bác nhé, hai kỳ đây. Đấy. Mã số 245 có giá là cũng 350.000 nhé. 350.000 ạ. Chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. À 5 cánh trắng HO, quên, Phú Thọ là chậu kia. Mã số B69 Long Tu Đá Xìn Hồ. Có giá là 160.000 nhé, 160.000 B69 Long Tu Đá Xìn Hồ, B69 160.000. Do kiều mỡ gà Lai Châu. Còn một cành nụ nhá các bác nhá, còn một cành nụ cuối vụ đây cho các bác chơi hoa nhá. Mã số 230 có giá là 280.000, 280.000. Kiểu mỡ gà. 280. Tiếp theo một chậu mỹ dung dạ hương, mỹ dung dạ hương. Mã số 202 có giá là 200.000 nhá. Mỹ dung dạ hương 202, 200.000. Giò này gồm có 6 7 cây. Đấy. 6 cây nhưng 7 đầu, một cây mẹ con nhá các bác nhá. Tiếp theo mã số 301 giò phi điệp tím, hàng thân thủ rất là to nhé các bác nhé, dòng thân to, thân nù đấy, thân thì đốt rất là ngắn các bác này, dòng phi điệp này trước thì giá của nó cũng rất là đẹp nha các bác nhé, tại vì chân thân thủ thời xưa là nó rất là hot. Mã số 301 đây, ba cái bốn cái kỳ, bốn cái mầm như này có giá là 180.000 nhé, 301 180.000. Tiếp theo một giò hoàng phi hạc, hoàng phi hạc. Mã số 230 tuần trên một cái đĩa dớn đây, có giá là 200.000. Thân thì to hơn cả ngón tay cái các bác nhá, 230 200 200.000. Tiếp theo là một giò gà 5 cánh trắng, họng của nó là họng đỏ. Đấy, được hai thân, một thân dài được 20 và một thân dài được hơn 20 tí. Và tất cả hai cái thân này đang sưng hết lên mắt gốc các bác này. Đấy, bầm gốc cho này sưng hai cái này cũng sưng hai cái đây. Đấy, là tổng là về các bác là ít nhất phải có 4 cái bầm gốc và một cái mắt ở cái thân ươm kỳ cũng đang lên nữa đây. Đấy. Mã số 120 có giá là 400.000 nha các bác nhá, 400.000. 400.000. Giò tiếp theo là một giò da báo, mã số 235. 235 có giá là 150.000 nhá. 235 150.000. Da báo. Tiếp theo lên là một giò đơn cam, đơn cam. Mã số 241 có giá là 380.000, 380.000 241 đơn cam. Đấy. Khá là nhiều thân hoa đây các bác nhá, những thân lá này là thân hoa của năm tới nhá. Giò tiếp theo là một giò thanh đạm, mã số 167 có giá là 150.000, sắp đến mùa hoa của nó rồi nhá. Và những cái chậu như này thì đang bén rễ rồi, em trồng được 2 tháng rồi. Đấy, gần 2 tháng rễ đang bén rồi, cây rất ổn định rồi. 167 150.000. Tiếp theo một giò kiều vàng. Giò kiều vàng siêu đẹp như thế này mà. Đấy. Quá nhiều thân hoa, thân lá đây các bác này. Mã số 147 280.000 các bác nhá. 280.000. Đấy, đâu ra một giò kiều vàng đẹp như thế này, toàn thân tơ thân lá hết, có 280.000 thôi, 147 280.000. Một giò gà cũng 5 cánh trắng và họng đỏ đấy các bác nhé, làm cái trắng họng đỏ, được một thân dài được hơn 20 cm đấy, và đang sưng một cái mắt hoa đây để về cho các bác kiểm chứng mặt hoa nhé các bác nhé. Đây, đang sưng một mắt hoa trên đỉnh đây. Mã số 132 có giá là 200.000, 200.000 ạ. 5 gà 5 cây trắng họng đỏ. Giò hoàng phi hạc tiếp theo mã số C20 có giá là 200.000. C20 200.000 hoàng phi hạc. Tiếp theo nữa là mã số 131, một giò kiều vàng. 350.000 nhé, 350.000 giò kiều vàng. To khổng lồ này các bác ơi, rất là to nhé. Đấy, 350.000 kiều vàng.
Giò tiếp theo là một giò Dendro đỏ nha các bác nhá. À Dendro tím mili nhá. Dendro tím mili. Mã số 170 có giá là 350.000, 170 350.000 Dendro tím mili. Một dòng hoa thì rất là tím nha các bác nhá. Đấy. Hoa thì là dòng hoa này là dòng hoa Tết rồi ạ. Cái cứ Dendro là hầu như là nó là tất cả các cây là đều loại là đều phải ra hoa vào dịp Tết rồi. Mã số 178. Đây là một giò chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc có giá là 150.000 nhé, 150.000 chuỗi ngọc. Đấy, nguyên một dè bé nhỏ xinh xinh này. 178, 150.000. Tiếp theo hôm lên một giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc mã số 236 có giá là 200.000. 236, 200.000 tam bảo sắc. Giò long tu xuân mã số 157, 157 có giá là 160.000 nha các bác nhá. 157 160.000. Đấy, thân dài nhất cũng được hơn 40. Đấy, 160.000 nhưng mà rất là nhiều mầm nha các bác nhá. Giò này rất là nhiều mầm. Tiếp theo lên một giò kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa mã số 214, 214 có giá là 180.000 nha, 214 180.000. Rồi, anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.